Em Huyền ra Phúc Sen Cao Bằng xin chào tất cả các bác Các bác ơi thực sự là em phải nói là hôm nay em lần đầu tiên em ra mắt cho tất cả các bác Một bộ dao bếp mà em phải nói là ấp ủ rất là lâu rồi Độ gần đây thì các bác cũng bắt đầu có những cái thủng dịch Hỏi về những cái bộ dao bếp để thay đổi cho cái gian bếp của mình Hoặc là mang biếu, mang tặng Nhưng hàng mang biếu, mang tặng thì nó gọi là phải sang, phải xịn, phải đẹp đúng không ạ? Đấy Chính vì lẽ đó hôm nay em sẽ cho tất cả các bác lựa chọn những bộ dao này để có thể là quà tặng, quà biếu đẹp hơn, sang hơn và ngày một phù hợp hơn với những cái gian bếp hiện đại tân tiến của tất cả các bác. Có 3 điều, 3 điều các bác nhá, mà những bộ dao này có còn những cái bộ hàng trước đấy của em chưa hề có. Đầu tiên về chất liệu, tất cả những con hàng này áp dụng dòng vòng bi Thứ hai về cái cán sử dụng dòng cán hai tầng gỗ cẩm chỉ và gỗ mun đều là những dòng gỗ hiếm trên thị trường. Thứ ba là đối với mẫu mã tất cả đều áp dụng dòng mẫu mã Nhật cả về kích thước và cái cán cầm nên là khi mà các bác vừa thái vừa cầm đều rất là đầm tay nó có sự kết hợp linh hoạt giữa cái cán và lưỡi thái dao các bác nhé còn về cụ thể chi tiết từng bộ đối với từng con hàng như thế nào Thì mời tất cả các bác cùng em theo dõi hết cái video này Đầu tiên bộ số 1 sẽ là một bộ đầy đủ Bộ số 2 là một bộ thông dụng Còn bộ số 3 sẽ là một bộ cơ bản các bác nhá Để đi vào bộ đầu tiên luôn các bác nhá Mời tất cả các bác cùng theo dõi cái con hàng mà em phải nói là cực kỳ ưng ý và tâm huyết Mình có thể là biếu hoặc thay đổi trong gian bếp của mình Đầu tiên trong cái bộ cơ đầy đủ Nó sẽ là một em dao chuyên lọc thái gọt Nếu con dao này em sử dụng là gọc lọc thái gọt rau củ quả Như là cà rốt su hào thái xà lách chẳng hạn Đấy, với cái thông số lưỡi em này là 18 cm bản rộng rồi và 3,5 cm phần rộng nhất này. Cán sử dụng dòng cán 2 tầng, dòng gỗ tầng gỗ cầm chỉ này, tông gỗ mun này đóng đinh đồng này có chốt đồng này tán đồng lỗ đồng ở đuôi dao nhìn con hàng rất sáng sang và đẹp đặc biệt cán sử dụng là dòng cán phót thủ công nên cầm cực kỳ là đầm tay các bác nhá nếu con này em sử dụng để gọt rau củ quả thì con thứ hai tiếp tới đây em sẽ là một em chuyên để thái thịt sống các bác nhá chuyên một em để thái thịt sống thái rau củ quả sống này đấy em này thì là một hệ chuyên thái rồi một hệ chuyên thái bản nhật thái gọt lọc được mà đặc biệt là khi mà các bác cầm có điểm tì tạo điểm khuyết tạo điểm an toàn cho tất cả bác cán thì là hệ cán vót vừa đầm tay để khi mình cầm thì nó cực kỳ đầm tay luôn đấy nếu em này sử dụng là để thái thịt sống thì em sẽ có một em để chuyên thái thịt chín em này sẽ là một em chuyên thái mổ lọc dóc được các bác nhá bản nó sẽ hơi vát một chút ở đây thì cái độ vát này thì cho các bác mà mình mổ lọc dóc được cán thì vẫn là hệ cán vót vân thôi Đấy, cán vẫn là hệ cán vót vân cho tất cả các bác. Sử dụng dòng cán hai tầng, một tầng đồng, một tầng gỗ cầm chỉ, một tầng đồng và một tầng môn có đinh đồng cho tất cả các bác. Yên tâm khi mình sử dụng đối với cái dòng dao thêm nhi phúc sen thì em không cần phải nói nhiều về cái lưỡi khi mà các bác sử dụng về cái độ bền và độ sắc nữa. Bây em sẽ đầu tư vào cho tất cả các bác là độ tinh tế và cái mắt thẩm mỹ khi mà sử dụng Đối với những cái dòng hàng dao đi rừng và dòng dao phượt trước nay Thì em đã tập trung rất nhiều vào cái mắt thẩm mỹ đúng không ạ? Khi các bác mà xem cái kênh của em nhiều và theo dõi cái sự dao phước sen HD nhiều Thì các bác sẽ nhận ra được điều đấy Và cũng rất là may mắn đối với những cái lời khen mà các bác dành tặng Em này sẽ là một em thái vuông bản truyền thống Lưới em này 23, bản rộng ở phần rộng nhất rơi vào là bản là 6,5 các bác nha cán cũng sử dụng là dòng cán vót này hơi vuông nó không hề nó không tròn các bác nhé nó sẽ hơi vuông hơi hơi dẹp khi mà các bác cầm này nó sẽ đầm tay hơn đối với cái dòng tròn đấy và mình sẽ không bị trơn hoặc là tuột tay khi mình sử dụng đối với cái thức ăn mà nó hơi hơi trơn một chút các bác nhé đấy bác nào mà mình yêu cái đẹp sử dụng cái đẹp nhiều bác còn sưu tầm cả dao bếp cơ thì em nghĩ là những cái con dao hôm nay sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đấy của tất cả bác nếu mà mình đã thái rồi lọc rồi gọt rồi có rồi thì bây giờ mình sẽ có một em dao chặt các bác Mình sẽ có một em giao chặt tiếp theo. Đấy, một em giao chặt gà vịt, tổng trọng lượng em này là nặng 5,5. 5 nặng rưỡi đó ạ. Đấy. Đối với dòng giao chặt thì bắt đầu sẽ có hai tán đinh đồng Thì vì lực chặt của mình sẽ nặng hơn nên bắt buộc em phải cho hai đinh đồng hai tán đinh đồng cho tất cả các bác. Độ dày sống lưng em này là 3 ly rưỡi, mức độ chặt của em nó có thể đạt được đó là chặt xương sườn. Gà, vịt cho tất cả các bác ở mức độ là mình chặt gà vịt trong gia đình với cái mức độ à, con hàng nó vừa phải như vậy thì các chị trong gian bếp ấy thì các chị cầm sẽ vừa tay hơn không phải là quá nặng tay các bác nhé đấy em cũng sẽ báo giá luôn đối với bộ số 1 nó sẽ ở giá là 1 triệu 790.000 năm con còn nếu mà các bác nào bán lẻ thì chắc chắn thôi em vẫn sẽ tách đơn bán lẻ cho tất cả bác còn bác bán lẻ muốn lấy lẻ con nào thì bác cứ báo em nhé Đối với bộ số 2 Nó sẽ là một bộ thông dụng Đối với bác nào mà mình thích dòng hàng nhám Và mình chỉ dòng cơ bản Ví dụ mình ở mức độ là mình dùng gia đình thôi Hoặc mình chỉ cần ở mức độ là thái và chặt vừa phải Mình không quá nhiều con Thì mình sẽ sử dụng con số 2 cho em Nó là một bộ thông dụng Nó kết hợp một con dao chặt gà vịt Và một em dao chiên thái lọc đây. Đối với em này sẽ là một em dao chuyên thái lọc bản nhám. Lưỡi em này rơi vào 21 bản trọng em này sẽ rơi vào 5,5. Đây, cán sử dụng dòng cán vẫn là sử dụng ưu tiên dòng cán hai tầng. Đánh nhám một mặt này, một mặt sẽ để trơn trên dao có dấu Phúc Sen HD của bên xưởng các bác nhá. Cái dấu này thì đeo đi theo bên xưởng chục năm nay rồi, không có sự thay đổi hai chục năm từ thời ông bà đến bây giờ rồi các bác nhá. Đây một con hàng như vậy thì các bác vừa lọc được vừa thái được vừa gọt được mà thẩm mỹ cũng rất cao các bác nhìn cho em ạ đấy một em lọc thái gọt đầu tiên nhất nhá. còn tiếp theo không thể thiếu cho một cái bộ dao chặt gia đình hoặc là nhà hàng đó là một em dao chặt gà vịt Sương sườn mình có thể chặt ở ngoài được nhưng đối với con gà con vịt mình mang về cúng thì bao giờ mình cũng phải sử dụng chặt gà vịt ở nhà thì không thể thiếu được đúng không ạ? Mình sẽ phải có một con dao chặt nặng hơn một chút thì em này sẽ là cái dòng dao chặt gà vịt và sương sườn trong gia đình. Khi mà nhà mình có cỗ có việc chẳng hạn thì một em dao chặt gà vịt như này không thể thiếu. Đặc biệt là cái cán này nó sẽ hơi có độ vót cong tại vì tất cả những cái dòng cán này em đều sử dụng là dòng dòng um, cán thủ công vót tay, không phải dùng cán tiện bằng máy các nhá. Vót tay làm sao mà nó vừa Đầm tay nhất cho tất cả các bác Cặp số 2, hai em Một em da chặt là vì một em chuyên thái Với mã số 2 báo giá với tất cả các bác là 830.000 đối với bộ số 2 Còn bộ số 3 Em nghĩ là bộ số 3 sẽ cực kỳ là Thích hợp cho nhiều bác Bởi vì theo kinh nghiệm của em rồi Các bác đặt là hay đặt theo bộ số 3 này Còn bộ số 3 Có những cái con nào nhiều Thì mời tất cả các bác cùng em uh, Đi theo dõi cái bộ số 3 Các bác nhé Đầu tiên vẫn là một em chuyên lọc gọt thái phi lê sashimi đấy một em sẽ chuyên thái lọc gọt phi lê sashimi bản này thì là bản 18 này bản rộng con này thì rơi vào 3,2 nó cũng sẽ tương tự như em vừa nãy thôi nhưng nó sẽ có điểm vát này các bác thấy không ạ nó sẽ có điểm vát đối với con hàng sẽ là như vậy các bác nhá cán vẫn sử dụng dòng cán hai tầng cực kỳ sang và bền cái điểm mấu chốt ở con hàng là nó sang đẹp Đấy, bác nào mà mình để biếu tặng thì nó cực kỳ là hợp lý. Em đầu tiên. Còn em thứ hai nó cũng sẽ là một em thái lọc gọt mổ dóc được các bác nhá. Em này thì chức năng cơ bản của nó là ở mức độ là thái lọc gọt thì cực kỳ là ngọt. Còn nếu mà khi mà các bác muốn sử dụng một con dao thì chắc chắn trong một bộ dao không thể nào thiếu là một em dao chặt đây. trên tay đây em vẫn là một em dao chặt gà vịt bản thường còn nếu mà bác muốn đặt bộ số 3 như bản nhám thì em vẫn làm bản nhám cho tất cả các bác các bác nhé đối với em bản thường này trọng lượng thì nãy em cũng vừa giới thiệu rồi thì em cũng không nói quá là nhiều nữa nhưng các bác chú ý với những cái ưu điểm của nó từ cái cán đến cái lưỡi dao cho em từ cái cán đến cái lưỡi dao cho em đấy là những cái ưu điểm cao nhất của bộ dao hôm nay em giới thiệu với tất cả các bác và tương lai nó sẽ là một phân khúc cao cấp đối với cái dòng dao Phúc Sen Cao Bằng nói chung và xưởng dao Phúc Sen HD nói riêng. Tại vì hiện tại chỉ có xưởng dao Phúc Sen HD mới và đã áp dụng được cái phân khúc cao này của dòng nhà bếp các bác nhá. Bộ số 3 sẽ có giá là 1 triệu 090 nghìn. Còn bác nào muốn tách đơn đi lẻ từng con thì chắc chắn rồi. Em vẫn bán cho tất cả bác. Tuy nhiên là cái giá cả của nó chắc chắn là nó sẽ có điểm nhích hơn so với tất cả các bác khi mà mình mua theo từng bộ. Đã, hôm nay em vừa chia sẻ với tất cả các bác những cái bộ dao em tăng đắc nhất đối với vòng dao và bếp và đây sẽ là bộ dao em chạy bán với số lượng em nghĩ là sẽ rất tốt đối với Tết năm nay đấy vừa đẹp vừa sang mà các bác vừa biếu được mà vừa sử dụng đẹp trong cái gian bếp gọi là ngày càng xịn sò của tất cả các bác đúng không ạ? Zalo của em Huyền là 0347753780 xưởng dao Phúc Sen HD cao bằng các anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.